chào quý vị đang theo dõi bản tin Nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Tết Trung thu tức là ngày rằm tháng 8 đang đến gần. Thế nhưng vào thời điểm này thì thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động. Nói đến bánh trung thu thì đã có không ít thương hiệu đã được định danh trên thị trường cũng như là người tiêu dùng, trong đó có sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu. Định danh ở đây có nghĩa là tất nhiên bánh phải được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Và trong bản tin Nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để giới thiệu về loại bánh của Bà Rịa Vũng Tàu được sản xuất theo tiêu chí thơm ngon, đặc trưng, đồng thời đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Em chào chị, đây là cái khâu mình đang chuẩn bị làm bánh hả chị? À, đúng rồi. Thưa quý vị, đứng cạnh tôi đây là chị Quỳnh Lệ Tiên, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu Văn Tạp Hòa tại số 85 đường Mạc Thanh Đạm, huyện Long Điền. Được biết là loại bánh dây dợp như thế này thì chỉ sản xuất trong mùa trung thu và cũng chỉ có huyện Long Điền mới có cái loại bánh này, thì chị có thể chia sẻ một ít về cái bánh Văn Tạp Hòa của mình ạ? Cái hiệu bánh Văn Tạp Hòa thì đã có 3-4 đời nay rồi, cũng như là trên 30 năm rồi đó. Nhưng mà cái bánh Văn Tạp Hòa của chúng tôi thì làm ra những nguyên liệu so với những nơi khác thì nó nhiều dạng bánh khác nhau đó. Rồi những chiếc bánh này nếu mà làm ra muốn nó được thơm ngon thì phải có những nguyên liệu rất là tươi, thì mình sẽ chế biến ra rồi làm ra những chiếc bánh rồi thêm cho những hương vị thơm ngon của đặc trưng riêng của tiệm đó, rồi đó sau mới nhồi ra những chân như vậy đó, rồi mới tạo ra những bánh tròn trịa dễ thương như vậy. Rồi cũng là một phần cũng là do đôi tay thợ khéo léo để nó nướng lên, khi mà ra được chiếc bánh nó rất là thơm ngon. Nhìn qua thì em thấy cái bánh này nó giống như là cái dạng bánh bía của Sóc Trăng mình có từ trước tới giờ, nhưng không biết là cái bánh của mình nó có cái gì nó khác biệt so với cái bánh đó? Nó khác biệt là cái bánh ở Sóc Trăng ở miền Tây đó thì cái trọng lượng nó nhỏ thôi, chứ nó không có lớn như bánh ở đây. Ở đây thành ra nhiều dạng, nó là thuộc loại 8 trứng, 10 trứng, 12 trứng, 15 trứng, đó cái trọng lượng nó khác nhau. Chứ nhưng chắc ở miền Tây thì nó là nhân đậu xanh nhiều đó. Còn bên tụi này thì có thập cẩm nè, rồi đậu xanh với môn, ba thứ như nó quyện lại trong một cái bánh đó. Đối với bánh trung thu thì cái quan trọng nhất đó là cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, mà trong đó nhân thì lại là cái thành phần quyết định. Chị có thể cho biết đối với các cái nguyên liệu thì mình được mua như thế nào để mà đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ạ? Nếu nói về cái nguyên liệu thì mình phải mua từ ở thành phố đó, rồi mỗi một thứ đều có giấy xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của từ thành phần luôn, như là hột dưa, mứt bí, hột điều gì đó là có thành phần giấy xét nghiệm của tận gốc luôn. Đó thì khi đem về đó thì mình chế biến ra thì mình cũng phải tạo cho cái hương thơm riêng của mình một cái bánh. Đây là cái da để mà bao bánh không chị? Tức là cái bột thì mình lại chọn những cái nguyên liệu như thế nào ạ? Thì cái bột mình vẫn phải là chọn cái thứ bột tốt, bột mịn. Sau khi chúng ta đã áo bột vào cái nhân như thế này thì chúng ta tới cái khâu nào nữa ạ? Rồi xong rồi mình đưa vô lò nướng thôi. Nếu mà phải nướng trong thời gian nướng là phải để lửa rất là thấp. Nhưng lò nướng cho nó chín từ trong ruột chín ra. Đó là sau đó là mình mới phết sụp dịch, là mình mới nướng bánh ngoài dòng sơ ngoài bánh. Em thấy có một cái dòng chữ đỏ mà mình in lên trên cái bánh như thế này thì đó là cái tên của cái tiệm như vậy, thì cái mực để mà cái mực đỏ đó thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe người tiêu dùng hay không? Không đâu em, cái đó là cũng được Sở Y tế cấp cho mình sử dụng trong một phạm vi nhỏ thôi. Nhưng mà cái mực đó thì đã an toàn cũng như là mình sử dụng được chứ không có gì. Như chị nói lúc đầu thì hầu hết các cái công đoạn của cái bánh trung thu như thế này thì chúng ta sản xuất bằng phương pháp thủ công. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ạ? Các thợ của chị đều phải đi tập huấn qua một khóa huấn luyện của Sở Công Thương tổ chức. Lúc mình sản xuất chế biến thì mình phải bao tay đồ cho nó ra khẩu trang, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Như vậy thì cái thời gian gần đây thì cái việc mà đầu tư máy móc thiết bị thì cơ sở của mình đầu tư như thế nào, thì đó có phải là chúng ta cũng nhằm hạn chế cái việc mà mất an toàn vệ sinh thực phẩm hay không ạ? Đúng rồi. Mỗi năm mình phải bổ sung thêm, nhưng mà thiếu cái khuyết nào thì mình phải bổ sung vô cái vấn đề đó để cho mình tiện nhất là cái thời gian ra, xuất nhận xuất bánh ra nó ngợi được thời gian, ngợi được cho công thợ, bảo đảm được chính an toàn, nhất là bảo đảm được chính an toàn vệ sinh phẩm cho cái bánh. Đến các cái loại bánh của Văn Tạp Hòa cũng như là các cái loại bánh Hòa Văn Long Điền thì chúng ta thường nói đến bánh tươi như vậy, chị có thể giải thích cái này là như thế nào ạ? Chung là những chiếc bánh mới ra toàn là những bánh mới không?
từ cái chỗ đó mà chắc có lẽ là khách tiêu dùng người ta thương mến, người ta gọi là bánh tươi là như vậy đó, vì cái hạn sử dụng nó không được dài đó, nghĩa là ra những bánh mới liên tục á, thành ra cái gọi là bánh tươi. Cảm ơn chị Tiên đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngoài bánh da dợp thì bánh trung thu của Văn Tập Hòa nói chung cũng được người tiêu dùng ưa chuộng và hiện nay đang chiếm thị phần lớn trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Bởi không chỉ bánh thơm ngon, chất lượng, giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm cùng chủng loại, mà đến với bánh Văn Tập Hòa nói riêng và bánh họ Văn Long Điền nói chung, người tiêu dùng còn được thưởng thức những loại bánh tươi và mới ra lò. Đặc biệt là bánh được sản xuất tại các cơ sở của huyện Long Điền thì không sử dụng hóa chất và được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Bây giờ thì thời lượng dành cho bản tin Nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hết. Mời quý vị theo dõi các số tiếp theo được phát sóng định kỳ vào lúc 18 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.